Chào các bạn, hôm nay Hoàng giới thiệu cho các bạn một cây. Cây này rất là khủng, cây này có nhiều hoa hậu rồi. Đây là cây Yamaha CLP 685. Thì cây 685 này là cây cao cấp nhất trong cái dòng CLP. Thì cái giá xuất xưởng của cây này á, là 105 triệu nha các bạn. Đối với phiên bản màu đen này, giá xuất xưởng là 105 triệu. Nếu là phiên bản mà màu đen bóng, nó còn sẽ mắc hơn nữa. Rồi Hoàng sẽ nói sơ qua cái kích thước một chút. Hoàng nói làm tròn số nha. Số Hoàng sẽ để hiển thị trên màn hình. Tuy nhiên Hoàng làm tròn số cho cái đoạn này á, cái bề ngang của nó là 1,5 m. Từ dưới đất lên đây á là 1 m. Từ trong tường để ra cái bề dày của nó này, cái bề sâu này nè, sẽ là 0,5 m. Đó các bạn ha, hình dung ha, 1,5 m cao là 1 m và bề sâu này là 0,5 m. Dễ heo, dễ nhớ không? Rồi. Cây này có một cái hệ thống qua cực khủng, hoặc nói là cực khủng, 300W các bạn, 300W. Mỗi bên của nó sẽ có bát trung chép là có 3 loa, hai bên cộng lại vị trí là có 6 loa, đã 6 loa. Rồi bát trung chép thì họ thấy thông số nó ghi là 50W, 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 3 cái cộng lại là 150 một bên. Bên này cũng 50, 50, 50, cộng lại là 150 là 300W. Trời ơi, 300W rất là dữ dàng. Thì cái này á, ngoại trừ cái việc là mình đánh đàn thì mình có thể biến nó trở thành cái loa Bluetooth để mình xem YouTube, hay là thậm chí là hát karaoke được luôn. Nó sẽ, đương nhiên nó sẽ không có mạnh mẽ như cái dàn loa karaoke mà mọi người cắm mic vô, nhưng mà để mà đáp ứng được thì cây này cũng đã rất là dữ rồi. Đấy. Rồi. Thế bây giờ quay xung quanh cho các bạn xem tí xíu đi. Đó. Hoàng làm clip nó ngẫu hứng, các bạn gần như Hoàng cũng không có chuẩn bị gì. Hoàng chỉ có chuẩn bị là Hoàng coi các thông số kỹ thuật để nói cho các bạn. Nhưng mà Hoàng vẫn dựa trên cái cảm nhận cá nhân của Hoàng. Tức là Hoàng sẽ ngồi vào cái cây đàn đó, Hoàng đánh mấy tiếng, thậm chí Hoàng đánh mấy ngày, hoặc là mấy tuần luôn, để cho ra một cái nhận định nó đầy đủ nhất. Đó là tức là Hoàng trải nghiệm qua nó, và Hoàng so sánh với những cái cây khác trong cái quá trình Hoàng kinh doanh đàn á. Hoàng đánh cực kỳ nhiều cây đàn, đánh nếu mà thời gian kinh doanh của Hoàng là cũng là cỡ 10 năm rồi. Năm 2012 là Hoàng khởi nghiệp cái công ty Piano Finger này, đến bây giờ là 11, bước qua năm số 11 rồi, đó lâu lắm rồi. Thành ra cái kinh nghiệm trong cái ngành này của Hoàng cũng khá khá đấy các bạn. Rồi quay trở lại cây đàn nha, cây đàn này thiết kế của nó là cái cây cao cấp nhất nên nó dành cái thiết kế upright cho cái cây này, tức là nó giống như cây đàn piano đứng vậy đó. Đây, show phone ha, nó không có bị kẹt tay. Show phone có nghĩa là nó rơi xuống nhẹ nhàng là không bị kẹt tay. Rồi, mình xếp cái phần này lại. Mình mở cái phần giá nhạc này ra. Giá nhạc, trong giá nhạc nó cũng hay lắm, nó có cái phần này này để ví dụ mình để sách đây này. Rồi mình nó không có sách, nó không có trượt xuống. Đó, dễ thương lắm. Rồi cái phần bảng điều khiển nằm bên này, dễ thôi, bảng điều khiển nằm bên này. Rồi còn cái quay gần chưa, rất là dễ sử dụng. Đó, bây giờ là voice này, ví dụ mình chỉnh tiếng thì mình nhấn voice thì nó có những cái group tiếng, group nhóm của organ, nhóm của piano điện, nhóm của piano cơ, có nhóm string này, nhóm bass này, nhóm và những cái tiếng còn lại. Ví dụ piano mình click vô là đầu tiên là tiếng này ha, tiếng CFX, tiếng Bush Sandalfer, tiếng upright, tiếng đã. À, mình di chuyển ha, dễ không? Chuyển qua piano điện cũng vậy, click qua bên phải rồi di chuyển đã đến cái tiếng mình mong muốn, rồi quay trở lại, Hoàng quay về tiếng piano ha. Rồi thôi, bây giờ đầu tiên là đàn thử cho các bạn nghe cái tiếng piano trước ha. Trang bị cái hệ phím là Grand Touch. Hoàng đã nói qua cái cây CLP 675 rồi, thì cái cây này 685 thì là nó cao cấp hơn cái 675 nữa ha. Rồi Grand Touch, phím nó rất đã nha các bạn. Bên hông của phím mình sẽ thấy nó được trang bị là cái phần gỗ ha, gỗ thiệt đấy, bên hông gỗ thiệt luôn đấy, xịn lắm á. Cảm giác phím rất là đương nhiên là cây trên 100 triệu mà. Thank you.
bài Bước qua mùa cô đơn, à, cũng đang rất là hot hit ha. Đó là tiếng đàn ha. Thế bây giờ mình có muốn thêm sử dụng thêm cái chức năng là rhythm á, thì bây giờ quay vô ha, rhythm. Khi mình click vô cái rhythm này nó sẽ hiện lên các tên của các rhythm, thì nó có bao nhiêu dấu chấm, thì nó có bao nhiêu cái rhythm khác nhau. Chẳng hạn bây giờ bạn sử dụng 8 bit này hay là 16 bit. Thế bây giờ bạn chuyển qua nó có là bạn có 3 lát đi. Rồi mình muốn chỉnh tempo thì rhythm tempo nó khoảng độ 6 lát là hợp lý ha. Rồi nhấn cái này là bắt đầu vô nè. Thêm cái tính năng rhythm này rất là thích hợp cho những cái người giống như mình, giống như Hoàng này. Hoàng rất là thích sử dụng. Chẳng hạn mà Hoàng muốn tập chơi nhạc jazz mà Hoàng không có cái người đánh trống, thì Hoàng sẽ chuyển qua cái rhythm là jazz. Đó, bây giờ chuyển qua Hoàng thích cái swing jazz này. Thì bây giờ Hoàng sẽ chỉnh lên, thì jazz Hoàng thường Hoàng sẽ đánh là 150. Đó, ví dụ 150. Rồi, bây giờ mình khai thác luôn cái phần duo. À, duo là cái tiếng kẹp thêm bên tay trái nha. À, có tiếng string đúng không các bạn? Rồi bây giờ Hoàng không sử dụng string, không sử dụng cái đó nữa. Hoàng cho thêm tính năng nữa. Đó là mình chuyển qua split, là mình sẽ chia đôi cái tên. Đó, tiếng này là tiếng contrabass nha các bạn. À, tiếng contrabass rất là giống, phải nói là rất là giống luôn. Bây giờ mình sẽ chia tới nốt C thôi. Thì bây giờ mình giữ cái nút này nè, cái mình chia tới nốt C là bắt đầu C được các bạn, nhưng mà đô sẽ là tiếng piano. Nào xem. À, bây giờ mở rhythm cho bạn nghe thử này. 1 2 3 4. Bây giờ Hoàng đổi qua cái tiếng khác thử xem. Hoàng đổi qua cái tiếng, bây giờ Hoàng không có dùng split này nữa. Hoàng đổi qua cái tiếng organ đi, organ nhạc, organ mà jazz đi ha, organ jazz. Thì mình vô đây, mình chuyển qua tiếng jazz organ 1 nè. À, tiếng này cũng có bass luôn nha các bạn. Đã hát, bây giờ thử coi. Thank you.
demo cho các bạn sơ sơ cái phần tiếng organ mà nó kết hợp với tiếng string ha. Cái đàn này mà mở cái rhythm lên đánh rất là sướng, bởi vì cái loa của nó lớn á, loa 300W mà công lực lắm. Rồi bây giờ mình chuyển qua coi giới thiệu cho các bạn thêm những cái tiếng khác ha, chẳng hạn như là piano điện thì sẽ có những cái tiếng piano điện, nguyên một cái họ tiếng piano điện này thì 1 2 3 4 5 6 7 8, khoảng độ 7-8 tiếng gì đó, 7 tiếng đó. Bây giờ thử cái tiếng stay piano coi nó ra sao. Piano điện rồi, piano cơ rồi này, tiếng string nhá. Click vô cái họ rồi còn phải click vô đây nữa. Tiếng đã không? Nó có cái tiếng accent luôn nha. Đó, đúng không? Rồi, tiếng slow string coi, slow string coi. Rồi. Nó slow mà đánh nhanh quá nó không slow được. Rồi, tiếng giọng hát này, tiếng ca đoàn. Tiếp à, slow chord. Gì nữa? Tiếp nè. Rồi mình qua cái họ khác nha, cái họ bass nè. Cái tiếng bass. Chỉnh qua. Bass thì có, acoustic bass này cực kỳ giống. Ở đây là vậy. Rồi, tiếng bass cộng với cymbal. Rồi cái tiếng bass điện này. Nhớ để lại vậy đó. Tiếng fret đi chứ. Nhiều cái lựa chọn nha, những cái tiếng này Hoàng nói là rất là chuyên nghiệp. Khi mà cái này mà kết nối ra một cái dàn lớn để mà đánh chung với ban nhạc là thay cho cần bass luôn á, thay thiệt luôn á. Tiếp voice rồi, còn có tiếng gì nữa không? Other nè, trong other nè, other có tiếng, mấy tiếng này thì cũng ít sử dụng lắm. Tiếng guitar. Tiếng này lần và tiếng này steel nè, giống à?
chơi vui. Vậy thôi bây giờ Hồng quay lại tiếng đầu tiên là tiếng piano nha. Tiếng piano đây. Rồi Hoàng sẽ thử cho các bạn một cái tính năng mà ban đầu Hoàng có nói là Hoàng biến cái này thành cái loa. Rồi bây giờ ta kết nối cái này với lại cái điện thoại bằng cái chức năng Bluetooth, mình vô cái function này. Rồi mình mới qua bên cái cột bên này, mình di chuyển. Các bạn ha, nó hướng lên xuống qua lại này, di chuyển tới cái hình này là hình của Bluetooth rồi các bạn. Rồi mình click qua phải, đó qua Bluetooth rồi này. Rồi hiện tại là on. Ví dụ mình click cái nữa là off, mình click cái nữa là nó on. On thì xuống pairing, pairing có nghĩa là kết nối. Thế bây giờ mình click vô, click vô bây giờ mà mới bắt đầu Hoàng mới mở trong cái iPhone của Hoàng thì mình mở qua Bluetooth. Thì đây nó hiện lên là CLP685 đúng không? Hoàng click vô. Sau khi nó ghi là đã kết nối. Rồi bây giờ Hoàng mở một một bài trên trên YouTube. Coi nào nha. Chưa, biến cái đàn này trở thành cái loa. Loa này 300W, Hoàng vẫn cứ nhấn mạnh bởi vì có mấy cái đàn mà nó được cái đẳng cấp mà được 300W này. Ôi, 300W là một cái gì đó rất là vĩ đại, rất là vĩ đại các bạn. Thậm chí nói thật như cái này đánh chả thua kém gì cái Pinoco, mà cái Pinoco của hãng Yamaha sản xuất những cái cây mà khoảng độ 150 triệu á. À xin lỗi, cây mà xuất xưởng nó có cây GU1 là 9 đi, nó có khoảng độ 90 triệu. Thì cây này hơn 100 triệu. Thì ngay cả hãng họ cũng bảo phải nói là cái cây này nó phải hay hơn cái cây đó. Nó sản xuất cái cây này để thay thế cái cây Pinoco. Lý do là gì? Lý do là bỏ vào trong cái không gian nhà họ, mà nhà họ bên Nhật á, thường những cái không gian nhỏ. Thì ở Việt Nam cũng vậy, nếu mà bỏ vô chung cư đi thì cái này nó rất là lợi thế, nó rất là lợi thế ha. Rồi bây giờ Hoàng tổng kết lại cái cây này ha. Cái cây này á, là cái cây cao cấp nhất của cái series 600. Hiện thời bây giờ nó đang là series 700 nè các bạn. Thì series 600 nó sản xuất cái cây vài ba năm thôi. Cái cây này còn rất là mới, cây này đã qua sử dụng còn rất là mới ha. Hiện bây giờ giá của nó phân nửa so với cái giá mà bán mới hồi xưa. Giá bán mới hồi xưa là 105 triệu thì bây giờ nó dao động cỡ 50 trở lên một chút ha. Nó còn có phân nửa giá. Nhưng mà nó lại đem lại cho mình cái trải nghiệm rất là cao cấp. Một cái cây đây là một cái phương tiện cao cấp mà. Nó đem lại cho mình cảm giác rất là cao cấp. Loa lớn như thế này, chẳng hạn cái CLP645 thôi, thì nó vị trí của nó khoảng độ 100W. 100W ha. 635 là 60W. 60 lên 645 là 100W. 645 lên 675 là khoảng độ 210W. Và cái này cao cấp nhất thì là 300W các bạn thấy không? Mỗi lần nhích lên cái loa nó lớn ra. Thì cái này là nó lớn nhất rồi. Rất là đã. Thậm chí mấy anh em trong cái ngành đàn của Hoàng cũng thường ring cái cây này về để nhà chơi, để nhà trưng cho nó đẹp cũng như là đánh những cây này cho nó sướng đó. Rất là đáng đồng tiền nha các bạn, rất là đáng đồng tiền. Những cái thứ hay ho nhất Hoàng đã show hết rồi. Bây giờ trước khi kết thúc, Hoàng cũng gửi cho các bạn một bài hát để các bạn nghe lại cái tiếng Pinoco của nó nha. Nhưng mà lần này Hoàng sẽ phối hợp với cái chức năng là Duo. Rồi tiếng lót của nó sẽ là tiếng slow core. Đây, nhìn vô đây, slow core. Đó, tiếng CFX piano nha. Ở dưới là slow nè, chậm nè. Đó các bạn thấy không? Cái tiếng lót ở dưới nè. Rồi bây giờ mình đánh vô cho nghe nó có hiệu quả vô nha. Thank you.
đã theo dõi clip của Hoàng. Nếu mà Hoàng có thời gian rảnh Hoàng khai thác thêm nữa, Hoàng sẽ làm thêm những cái clip bên cạnh cái clip review này ha. Bây giờ là tháng 1 rồi, sắp đến Tết ta của năm 2023 rồi. Hoàng bán đàn từ khi cái mà Hoàng mở cái Pinovinger là năm 2012, đến bây giờ là hơn 10 năm rồi đó. Thì trước đó Hoàng cũng đã bán đàn mấy năm rồi, nhưng mà chính thức mở công ty thì năm 2012 đến bây giờ. Rất là cảm ơn các bạn đã yêu thương, đã ủng hộ các sản phẩm bên Hoàng. Rồi sau đó là các bạn lại còn giới thiệu người nhà, người thân, người quen, bạn bè để đến ủng hộ bên Hoàng. Thì nếu như bên Hoàng có những cái gì sai sót, có những cái gì mà nó chậm trễ khiến cho các bạn phiền tỏa, thì các bạn vui bỏ qua, cũng như là cứ góp ý trực tiếp để bên Hoàng còn có cơ hội sửa đổi. Chẳng ai hoàn thiện hết, nên là cũng phải nhận lỗi về phía mình trước để lắng nghe nhờ các bạn cầm lan để mà còn sửa chữa nữa chứ ha. Rồi trong năm mới xin chúc mọi người được một năm mới an lành, an rồi tới hạnh phúc ha các bạn ha. Cái đó là đủ lắm rồi. Xin cảm ơn, xin chào các bạn.